cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra kết luận đề nghị Viện Kiểm sát truy tố 15 bị can trong vụ án buôn lậu rửa tiền xảy ra tại công ty Nhật Cường. Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc công ty Nhật Cường, hiện đang bị truy nã, được xác định là chủ mưu buôn lậu điện thoại, thiết bị điện tử từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ. Những người liên quan vụ án bị đề nghị truy tố về tội buôn lậu gồm Trần Ngọc Ánh, Phó Tổng Giám đốc Nhật Cường, Đỗ Quốc Huy, Giám đốc bán hàng Nhật Cường, Trần Tất Khoa, Giám đốc công ty Nhật Cường Quảng Châu, Lê Hoài Phương, nhân viên Nhật Cường Quảng Châu, Ngô Tuấn Sửu, Giám đốc công ty cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng Thanh Sơn, Hoàng Văn Phong, trưởng ngành hàng Apple Nhật Cường, Mai Tiến Dũng, trưởng ngành hàng điện thoại cũ Nhật Cường, Bùi Quốc Việt, Nông Văn Lư, nhân viên Nhật Cường, Nguyễn Bảo Trung, Ngô Đức Tùng, Phạm Văn Hiệp, Đỗ Văn Dũng, lao động tự do. Trong khi đó, Nguyễn Thị Bích Hằng, kế toán trưởng Nhật Cường và Nguyễn Ngọc Bảo, giám đốc tài chính Nhật Cường bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.